Nằm giữa lòng Hà Nội, Hồ Gươm đẹp như một bức tranh tuyệt tác. Cùng với các kiến trúc cổ xưa như Tháp Rùa, Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn, Hồ Gươm không chỉ là điểm đến được yêu thích mà còn là nơi gắn bó, tình yêu và niềm tự hào của người Hà Nội. Từ ngõ phía Nam, chạy theo phố Huế, đi thẳng Hàng Bài là gặp Hồ Gươm. Hai con đường hình cánh cung Đinh Tiên Hoàng và Lê Thái Tổ bao bọc, làm cho Hồ Gươm có một vẻ đẹp tự nhiên như viên ngọc xanh duyên dáng giữa lòng Hà Nội. Hồ Gươm đẹp không chỉ ở màu nước trong xanh mà còn đẹp ở hàng cây xanh ôm trọn lòng hồ, khéo léo trang điểm cho cảnh hồ thêm duyên dáng trong những ngày nắng, huyền ảo những ngày mưa, đông về. Đông đến, mưa phùn lất phất bay, mang theo hơi lạnh vương trên đầu những lá vàng trải thảm. Giữa lòng hồ, Tháp Rùa nổi lên sừng sững, minh chứng cho truyền thuyết cổ rùa vàng và sự tích Trà Gươm thần kỳ bí. Nằm giữa lòng Hà Nội, giữa phố xá ồn ào, nhưng Hồ Gươm như một quần thể tách biệt với những khu còn lại, thực yên bình và trong lành thơ mộng. Đó cũng là một trong những lý do thu hút nhiều người dân đến dạo chơi, thư giãn, tập thể dục hoặc ngồi ghế đá hàn huyên và ngắm cảnh hồ. Nét đẹp trăm năm trên lịch sử ngàn năm ấy không hề phai nhạt theo thời gian.